Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Bữa nay là mình đi xuống cái khu nuôi của mình để mình sửa cái dàn oxy đáy lại. Cái dàn oxy này là mình mới thấy người ta làm trên mạng, cái mình mua cái máy đùng về mình làm theo. Nhưng mà mới đầu nó bị thất bại rồi. Bị thất bại, oxy nó lên chưa có được mạnh lắm. Là mình tìm hiểu là mình biết là cái nguyên nhân sao rồi. Bữa nay mình sửa lại cái ao số 4 của mình. Ao số 4 của mình thì mình hàn gọi hết rồi. Nó bây giờ hiện tại thì nó mỗi bên 4 đường tử hố xi phong qua. Thì bây giờ mình hàn thêm. Mình hàn thêm, nhưng mà nếu mà hàn đáy này á thì phải có thêm một cái đường giữa, đường ống oxy giữa để nó ga cho nó đều. Cái mấy cái cục giữa nó mới lên. Còn bữa hổm là không có cái đường này, không có cái đường giữa này, cái oxy nó không có lên. Oxy nó lên yếu xìu à. Bữa hổm quên quay lại để làm một cái tài liệu cho mấy bạn coi. Thì như ví dụ như là cái đường này, cái đường này thì ở chính giữa, bữa hổm không có cái đường chính giữa, oxy đi chính giữa này á thì oxy nó không có lên, nó không lên mạnh. Như giờ ở đây thì nó lên, nói chung là nhìn coi là được tương đối thôi, chứ nó không có mạnh như là cái kỳ vọng của mình. Bởi vì bữa nay mình xuống đây mình sửa lại hết. Còn đây á, đây là những cái ống nè, những cái ống của oxy dẫn xuống đáy ao, dẫn xuống đáy ao. Mỗi lộn cái ống này, lộn cái ống này 21, mình bắt đầu chuẩn bị mình sửa lại 21. Đây mới đúng nè, cái ống hơi truyền qua ống qua 21, sau đó nó biến thành 14, biến xuống 14 thì nó sẽ cho xuống ao ra mấy cái đường sủi của mình. Mà oxy nó chưa được mạnh cho lắm, nhìn nó còn yếu quá. Như đây, đây là mấy anh công nhật đang thi công cái đường. Bữa hổm mình làm cái đường 14 thì nó nhỏ quá nên hơi nó ra yếu quá, bữa nay mình cắt bỏ, mình làm lên cái đường ống 21 cho nó mạnh lên thì để mình thử coi nó ra làm sao. Tại thấy mấy anh trên mạng làm thì anh làm đa số là làm ống 21 chứ không ai làm 14. Thì bữa hổm mình tiết kiệm quá nên mình hơi dở. Bây giờ đây nè, đây là cái ống dẫn khí nè, ống dẫn khí oxy từ cái máy ra. Ống này ống 60, ống 60 biến qua 21 sau đó đi xuống ao, đi xuống ao, đi xuống mấy cái đường mình hẹn, cái đường mình hẹn rồi. Ao này thì mình hẹn rồi, ao này thì mình hẹn rồi. Bữa nay thì bữa hổm bên kia làm có 8 đường à. Thấy oxy nó ra nó yếu quá, nó hơi dội. Bữa nay làm thêm mỗi bên 3 đường nữa cho nó mặn. Thì để mình làm rồi cái bắt đầu mình cho vô nước, cái mình quay lại coi oxy nó làm sao. Thì cái này thì mình mới làm lần đầu, bởi vì nó hơi trục trặc tùm lum tùm lưa hết. Như đây là cái đường ống 42 đi chính giữa, đi chính giữa ao cho oxy xuống thêm để ở giữa chỗ khoảng giữa này nè nó ra hơi nó mạnh, chứ không có cái đường giữa này thì hơi nó không có ra. Thì bây giờ đang trong giai đoạn hoàn thiện cái ao số 4.